Hello anh em, hôm nay chúng tôi đang bán để có thể truyền tải cho anh em một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng 2 cầu anh em nhé. Đây là siêu phẩm thuộc hàng hiếm của thị trường, bởi vì gần như trên thị trường không có bất kỳ một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng 2 cầu nào. Xe này sản xuất năm 2021 và đặc biệt hơn nữa là được nhập khẩu nguyên chiếc. Fortuner thì còn khá nhiều nhưng đa phần là lắp ráp trong nước, nhưng mà cái dòng xe này là nhập khẩu nguyên chiếc và đặc biệt là 2 cầu anh em nhé. Đấy, hệ thống đèn pha, đèn cốt này thì đều được trang bị công nghệ tự động thích ứng hết. Đấy. Và bên cạnh đó thì cảm biến tiến phía trước này cũng được trang bị khá là đầy đủ rồi anh em ạ. Tiếp tục ạ, cái lốp xe thì sao? Anh em có thể nhìn thấy đây, lốp xe ở tuần thứ 50 năm 2020. Bởi vì khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì cũng nên để ý đến cái lốp xe. Nếu trong trường hợp mà xe đã thay lốp sớm rồi thì chắc chắn là đi nhiều, nhưng mà xe vẫn còn nguyên bản cũng như lốp còn nguyên zin thì chắc chắn là gì ạ? Lốp vẫn còn nguyên bản theo xe thì đi khá là ít nha anh em nhé. Mức tiêu thụ nhiên liệu là cũng là một trong những cái vấn đề chúng ta quan tâm. Đường ngoài đô thị là 9,4 lít, trong đô thị là 14 lít và đường kết hợp là 11,1 lít anh em nhé. 11,1 lít. Đấy. Tiếp tục ạ. Xe đã được dán phim, solar film, lái xe an toàn. Ở phần phía dưới này sao? Lốp sơ cua thậm chí là còn chưa hạ luôn anh em ạ. Đấy, đây là một điểm cộng của cái dòng xe này. Gầm xe thì rất là sáng. Có một điểm nữa, chúng tôi cũng lưu ý với anh em là gì ạ? Gầm xe cũng là một trong những yếu tố mà các bạn nên quan tâm. Bởi vì nếu gầm xe bị mọt nhiều quá hoặc đi những khu vực ở Đắk Lắk hoặc là những khu vực miền biển Đà Nẵng chẳng hạn thì chúng ta gầm khả năng bị mọt rất là cao anh em nhé. Ok, tiếp tục ạ. Chúng ta sẽ đến với không gian khoang nội thất anh em nhìn này. Còn nguyên ni lông luôn anh em nhé. Đấy. Toyota Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động còn nguyên ni lông luôn. Đấy. Cả cảm biến áp suất lốp đã được lắp rồi. Cảm biến áp suất lốp cũng được lắp rồi. Đấy. Anh em thân mến thì đây, hàng ghế thứ hai nhìn chung là có thể nói rằng là rất mới luôn anh em ạ, rất là mới. Đấy, rất là mới luôn. Tiếp tục ạ, anh em thân mến thì hiện tại xe này đang chào bán với mức giá có 1.068.000 thôi. Và giá thì vẫn có thể thương lượng được. Nếu anh em nào đang quan tâm đến dòng xe này thì chia sẻ với anh em, có thể qua trực tiếp tại 26 đường Cầu Diễn để trải nghiệm cũng như lái thật xe. Và bên cạnh đó là gì, hỗ trợ trả góp lên đến 70%. Chỉ cần chuẩn bị 288 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi.